Trong khi đó tại Kiên Giang thì số lượng người nhập cảnh từ Campuchia về qua tỉnh này, kể cả nhập cảnh trái phép đang tăng nhanh, trong đó có nhiều ca dương tính với COVID-19. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp phía bên kia biên giới, vì thế các y bác sĩ nơi tuyến đầu đang phải căng mình chống dịch, giữ vững rào chắn vùng biên giới Tây Nam. Bệnh viện Đa khoa Hà Tiên là nơi đã điều trị cho hàng chục ca dương tính với COVID-19 trong thời gian qua. Hiện nay thì lực lượng y bác sĩ nơi đây cũng đang căng mình để phòng chống dịch. Bác sĩ này vừa bắt đầu nhận ca trực điều trị cho các ca dương tính COVID-19. Điều này có nghĩa anh phải chấp nhận bị cách ly, xa gia đình và người thân hơn một tháng. Do bệnh viện chỉ có 4 bác sĩ nên việc xoay tua cũng khá nhanh. Xoay tua thì cứ là một tua là 14 ngày, bác sĩ vào 14 ngày. Sau đó là ra cái khu cách ly riêng của trung tâm y tế riêng 14 ngày nữa và được về nhà thêm 7 ngày tự cách ly ở nhà 7 ngày nữa, là một tua đi làm 35 ngày tất cả. Hiện Bệnh viện Đa khoa Hà Tiên đang điều trị cho 14 ca dương tính COVID-19, chủ yếu nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Trước đó có 25 bệnh nhân được xuất viện. Gánh nặng đáng kể hơn nữa là công tác sàng lọc phân loại các trường hợp nhập cảnh, cũng như phát hiện truy vết các ca dương tính. Từ đầu mùa dịch đến nay, chỉ riêng khu vực biên giới Hà Tiên đã có hơn 4.700 trường hợp bị cách ly và hiện còn 90 người. Người Việt Nam từ Campuchia về tại cửa khẩu thì chúng tôi đã phân loại là theo từng tỉnh và theo từng nhóm người, và được đưa về cái khu của cửa khẩu quả là hàng hóa của hải quan để phân loại ngay và cách ly kịp thời. Khi phát hiện những người mà có cái nghi ngờ thì chúng tôi lập tức sẽ tách riêng và là giám sát và là điều tra dịch tễ để phân loại, không để lây nhiễm chéo. Số lượng người nhập cảnh từ Campuchia về, kể cả trái phép, đang tăng nhanh, trong đó có nhiều ca dương tính với COVID-19. Trong khi lực lượng phòng chống dịch mỏng và cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Song thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang quyết tâm ngăn chặn đại dịch từ xa, giữ vững rào chắn vùng biên giới Tây Nam.